Sáng nay, lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô được tổ chức trọng thể tại Hà Nội, tái hiện những khoảnh khắc lịch sử trong kháng chiến chống Pháp của quân, dân và những sự kiện vẻ vang của thủ đô Hà Nội trên hành trình 70 năm qua. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí với dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật dự trữ quốc gia để khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế. Bão Minton đổ bộ vào bang Florida, Mỹ gây ngập lụt, lốc xoáy và mất điện diện rộng, đã có thương vong được ghi nhận. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi thời sự 12 giờ ngày 10 tháng 10 năm 2024 trên truyền hình Quốc hội Việt Nam. Sau đây là những nội dung chi tiết. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024, sáng nay các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương cùng dự lễ viếng. Với lòng biết ơn vô hạn, đoàn đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta, làm nên những thắng lợi vẻ vang, làm rạng rỡ dân tộc ta, non sông đất nước ta. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành tình cảm đặc biệt, mối quan tâm sâu sắc tới sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô Hà Nội. Với vị thế cả nước nhìn về thủ đô ta, thế giới trông vào thủ đô ta, người luôn mong mỏi làm sao để Hà Nội trở thành một thủ đô bình yên, tươi đẹp, mạnh khỏe cả về vật chất và tinh thần, tư tưởng, tình cảm và những lời căn dặn sâu sắc của người là di sản vô giá, là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội, góp phần xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Tiếp đó, đoàn đã đến đặt vòng hoa và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đường Bắc Sơn, Hà Nội. Đoàn đại biểu nghiêng mình tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc ta đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Sáng nay, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và thành phố Hà Nội đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thành phố Hà Nội. Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Tham dự buổi lễ có khoảng 3.000 đại biểu, gồm đại diện lãnh đạo Trung ương, đại biểu quốc tế, đại biểu thành phố Hà Nội, đại biểu công dân thủ đô ưu tú. Mở đầu lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, tái hiện những khoảnh khắc lịch sử trong kháng chiến chống Pháp của quân, dân, thủ đô, khí thế hào hùng trong ngày giải phóng thủ đô và những sự kiện lịch sử vẻ vang của thủ đô Hà Nội trên hành trình 70 năm qua. Chúng ta mãi mãi không bao giờ quên thời khắc lịch sử sáng 10 tháng 10 năm 1954, Ủy ban Quân chính thành phố và các đơn vị quân đội chia làm nhiều cánh quân lớn, mở cuộc hành quân lịch sử tiến vào Hà Nội. Hơn 40 vạn nhân dân thủ đô náo nức hân hoan trong rừng cờ hoa hừng hực khí thế, trùng trùng quân đi như sóng, lớp lớp đoàn quân kéo về. Chúng ta đem vinh quang, sức dân tộc trở về, cả cuộc đời tươi vui từ đây, đón mừng đoàn quân chiến thắng, đoàn quân cách mạng, đoàn quân của Bác Hồ trở về. Chiều cùng ngày, hàng vạn người dân cùng với các lực lượng vũ trang đã vui mừng xúc động tham dự lễ chào cờ do Ủy ban Quân chính tổ chức tại sân vận động Cột Cờ và nghe lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đồng bào thủ đô nhân ngày giải phóng. Trong diễn văn kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, thời khắc lịch sử đó là minh chứng về sức dân tộc, tinh thần đoàn kết, khát vọng hòa bình của nhân dân ta, là mốc son mở ra thời kỳ phát triển mới của thủ đô và đất nước, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp, chấm dứt 9 năm kháng chiến trường kỳ. Hà Nội, thủ đô của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, sạch bóng quân thù,
nhân dân ta làm chủ vận mệnh của mình và đất nước, phấn khởi bắt tay xây dựng xã hội mới, xã hội chủ nghĩa, mở ra thời kỳ hết sức vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến và anh hùng của Thăng Long Hà Nội ở thời đại Hồ Chí Minh. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, với thế và lực sau 40 năm đổi mới, với thời cơ vận hội mới, chúng ta đang đứng trước cơ hội lịch sử để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đây cũng là thời điểm đặt ra nhiệm vụ ngày càng lớn hơn đối với thủ đô Hà Nội. Hà Nội phải làm thế nào để trở thành một thủ đô xã hội chủ nghĩa như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh? Phải làm thế nào để xứng tầm thủ đô trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước? Đảng, Nhà nước mong muốn thủ đô Hà Nội tiếp tục nỗ lực hơn nữa để trở thành tấm gương mẫu mực tiêu biểu, là niềm tự hào của đồng bào và chiến sĩ cả nước như niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhân dân thủ đô ta có truyền thống cách mạng vẻ vang, nồng nàn yêu nước. Tôi chắc chắn rằng đồng bào thủ đô sẽ hăng hái phấn đấu làm cho mọi ngành hoạt động của thủ đô ngày càng thêm phát triển, để làm gương mẫu, để dẫn đầu cho nhân dân cả nước trong công cuộc củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất toàn vẹn, hoàn toàn độc lập, xây dựng một đời sống sung sướng, tươi đẹp, thái bình mãi mãi cho con cháu chúng ta. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị thủ đô Hà Nội sẽ gương mẫu, đi đầu thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng. Trước mắt là tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 17, chuẩn bị tốt mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, dốc sức thực hiện hiệu quả nghị quyết số 15, nghị quyết Trung ương ngày 5 tháng 5 năm 2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Xây dựng thủ đô Hà Nội thực sự xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, trái tim của cả nước, sớm trở thành thành phố kết nối toàn cầu, hội nhập sâu rộng, có sức cạnh tranh cao với khu vực và thế giới. Nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng thủ đô, mùng 10 tháng 10 năm 1954, mùng 10 tháng 10 năm 2024, tối qua Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố Cổ Hà Nội phối hợp cùng Nhà hát Tuổi Trẻ ra mắt khán giả chương trình thực cảnh Chuyện Phố Hàng tại ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, quận Hoàn Kiếm. Lấy cảm hứng từ hình ảnh và những câu chuyện về ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, Chuyện Phố Hàng tái hiện không gian và đời sống sinh hoạt của một gia đình trung lưu người Hà Nội những năm 1930 thế kỷ trước. Nhờ sự hóa thân của các nghệ sĩ kết hợp với kỹ xảo âm thanh, ánh sáng và các phương tiện kỹ thuật hỗ trợ, biểu diễn thực cảnh Chuyện Phố Hàng đã tạo cảm xúc và đưa khán giả trở về với quá khứ một cách chân thực nhất. Khi mà thực hiện cái vở diễn này, cái show diễn này thì chúng tôi cũng rất là mong muốn được mang đến một cái sự trải nghiệm thực tế cho du khách. Khi mà họ đến đây thì họ cũng vừa được thưởng thức cái kiến trúc và những cái lối cổ truyền, những cái nét sống của người Hà Nội, và chúng tôi muốn mang cái đời sống của con người có thật, bằng người thật, việc thật vào tận ngôi nhà này, nghĩa là thổi hồn vào trong ngôi nhà. Có một cái điểm khác biệt so với những cái show diễn khác của chúng tôi, đó là chúng tôi không dùng lời thoại trong show diễn, chúng tôi dùng hoàn toàn bằng ngôn ngữ hình thể để kể lại câu chuyện của mình cho du khách có thể dễ hiểu hơn. Chương trình thực cảnh Chuyện Phố Hàng nằm trong dự án xây dựng chuỗi hoạt động biểu diễn tại phố cổ Hà Nội nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản của khu phố cổ, góp phần vào việc triển khai thực hiện công nghiệp văn hóa, tăng sức hút cho du lịch thủ đô. Đây có thể nói là một cái tour du lịch đầu tiên mà do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội chúng tôi muốn đưa đến cho công chúng, để công chúng hiểu hơn về cái nghề ở trên phố cũng như là bảo tồn được một cái phố nghề mà hiện nay ở trong khu phố cổ Hà Nội vẫn còn đang tồn tại. Cái thứ hai nữa là cũng mong muốn là qua cái nội dung hoạt động, qua cái thực cảnh này thì cũng sẽ đưa ra cho công chúng, đưa ra cho phục vụ khách du lịch để nhiều người biết đến hơn về một cái đặc trưng riêng của khu phố cổ Hà Nội. Theo kế hoạch, sau chương trình Chuyện Phố Hàng kể về nghề làm thuốc, ban tổ chức sẽ thực hiện các số kể về những phố nghề khác của 36 phố phường Hà Nội. Thông qua đó, khán giả cũng được chiêm nghiệm sự tinh tế, tao nhã của người Hà Thành xưa qua những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo như vải lụa, tranh thêu tay truyền thống, nghệ thuật tranh khắc gỗ, sơn mài. Dự kiến chương trình thực cảnh sẽ đón khách vào tối thứ 6, thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Tiếp tục phiên họp thứ 38, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội
thảo luận về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và luật đấu thầu. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cơ bản nhất trí với sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các luật nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc cần thiết trong thực tiễn triển khai liên quan đến công tác quy hoạch, thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh và hoạt động đấu thầu. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ cần rà soát kỹ lưỡng và chỉ sửa đổi, bổ sung những nội dung có tính cấp bách đang thực sự gây khó khăn, vướng mắc trên thực tế. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng những nội dung đã rõ, đã được thực tế kiểm nghiệm thì luật hóa, còn các nội dung chưa rõ cần tiếp tục nghiên cứu. Phạm vi sửa đổi rất rộng nên cần tập trung vào những vấn đề cấp bách, tránh làm phức tạp hoặc không đảm bảo tính thống nhất, khả thi của luật. Chỉ sửa đổi bổ sung những cái nội dung thực sự cần thiết, cấp bách, có cơ sở lý luận và thực tiễn rõ ràng, được đồng thuận cao. Đối với những nội dung còn lại mà chưa thực sự chắc chắn thì tiếp tục nghiên cứu để sửa đổi sau. Có lẽ là ta nên lựa chọn những cái nội dung nó cấp thiết, cấp bách nhất, đấy, đủ chín, đủ rõ, thống nhất, để sau đó rồi thì chúng ta sẽ đưa vào, và nếu mà được thì sẽ qua những các cái trình tự thủ tục rút gọn vào một kỳ họp, tôi nghĩ mới có thể làm được. Chứ nếu với cái phạm vi nội dung nó rất là rộng đấy, và cái thời gian của chúng ta nghiên cứu đánh giá nó không nhiều, thì chúng ta cũng cố gắng mà vội vã để thông qua thì tôi cũng rất là băn khoăn, để sợ đến lúc mà khi chúng ta ban hành ra là có những cái vấn đề mà chúng ta lại không xử lý được, lại cũng không thực hiện được và nó không đáp ứng được cái mục tiêu đề ra khi chúng ta sửa cái luật. Rà soát kỹ để chỉ sửa đổi bổ sung những vấn đề mà thực sự là có vướng mắc, thực sự là cấp thiết, chứ còn những vấn đề mà nó chưa phải là những vấn đề cấp thiết, cấp bách thì có lẽ là cũng chưa cần thiết phải sửa đổi ngay để nó tránh làm phức tạp cái dự án luật sửa đổi một số điều của bốn luật này. Các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tập trung cho ý kiến liên quan đến luật quy hoạch, trong đó đề nghị rà soát kỹ có phương án xử lý liên quan đến quy hoạch trong các luật chuyên ngành như văn hóa, di sản, tránh chồng chéo, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Cũng trong sáng nay, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật dự trữ quốc gia. Trước sự thay đổi của tình hình kinh tế xã hội, một số văn bản pháp luật về tài chính đã phát sinh một số khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện. Bên cạnh đó, nhiều văn bản luật có quy định liên quan như luật đất đai năm 2024, luật các tổ chức tín dụng năm 2024, luật tài nguyên nước năm 2023, luật đầu tư công, v.v. được ban hành. Do đó, cần phải rà soát, nghiên cứu để quy định cho đồng bộ, tránh chồng chéo, mâu thuẫn. Qua rà soát, Chính phủ đã xác định 7 luật cần sửa đổi bổ sung cho phù hợp trong lĩnh vực chứng khoán, kế toán, kiểm toán độc lập, ngân sách nhà nước, quản lý tài sản công, quản lý thuế và dự trữ quốc gia. Đa số ý kiến thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách nhất trí với dự án một luật sửa 7 luật nhằm tập trung tháo gỡ ngay các khó khăn vướng mắc về thể chế trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, nhằm tháo gỡ các khó khăn vướng mắc và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút tối đa các nguồn lực nhà nước, ngoài nhà nước để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ làm rõ sự cần thiết sửa đổi, bổ sung các điều khoản tại dự án luật, đánh giá tác động từng cơ chế chính sách dự kiến sửa đổi, đặc biệt là các cơ chế chính sách đang thực hiện thí điểm, chỉ đề xuất sửa đổi, bổ sung những nội dung thực sự cấp bách, bức xúc và có sự đồng thuận giữa các cơ quan để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cản trở sự phát triển. Nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan tại Viêng Chăn, Lào, chiều ngày 9 tháng 10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp với Quốc vương Brunei, Thủ tướng Thái Lan và Thủ tướng Singapore. Tại cuộc gặp Quốc vương Brunei Haji Hassanan Bhutia, Thủ tướng cảm ơn Quốc vương đã gửi điện thăm hỏi và viện trợ khẩn cấp giúp Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 3, nhấn mạnh đây là minh chứng rõ nét về tình hữu nghị, chia sẻ giữa lãnh đạo và nhân dân hai nước. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Brunei quan tâm tạo điều kiện thuận lợi trong cấp phép cho các tàu cá, ngư dân Việt Nam được hoạt động đánh bắt thủy hải sản tại Brunei, sớm gia hạn bản ghi nhớ hợp tác về việc sử dụng đường dây nóng trao đổi thông tin nhằm giải quyết tình trạng đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tại cuộc gặp giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Thái Lan, hai thủ tướng hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp của quan hệ láng giềng, hữu nghị và đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan, nhất trí tăng cường tiếp xúc, trao đổi cấp cao và các cấp, chỉ đạo các cơ quan hữu quan triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương, tích cực thực hiện chương trình hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược tăng cường Việt Nam-Thái Lan giai đoạn 2022-2027 trên các lĩnh vực.
hai bên nhất trí đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu 25 tỷ đô la theo hướng cân bằng, tiếp tục triển khai chiến lược ba kết nối, đặc biệt là kết nối chuỗi cung ứng và các lĩnh vực chiến lược như giao thông vận tải, kinh tế số, kinh tế xanh, chuyển đổi năng lượng, sớm lập nhóm công tác chung để xây dựng nội hàm và kế hoạch cụ thể triển khai chiến lược này. Hai bên cũng nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực có nhiều tiềm năng như kinh tế, du lịch, giao thông, kết nối đa phương tiện, hợp tác địa phương, phối hợp với các nước liên quan triển khai thí điểm sáng kiến hợp tác du lịch 6 quốc gia, một điểm đến. Trong hội đàm lần đầu tiên trong khuôn khổ cuộc gặp thường niên với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn sự hỗ trợ thiết thực của chính phủ và nhân dân Singapore giúp Việt Nam khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Singapore mở rộng đầu tư vào Việt Nam gắn liền với nâng cao chất lượng dòng vốn FDI, ưu tiên các lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, bán dẫn, AI. Đề nghị Singapore hỗ trợ Việt Nam xây dựng mô hình trung tâm đổi mới sáng tạo về khoa học dữ liệu quốc gia. Vui mừng trước thông tin Việt Nam trở thành nhà cung cấp gạo lớn nhất cho Singapore trong 6 tháng đầu năm 2024, Thủ tướng Lawrence Wong bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa hợp tác nông nghiệp song phương, bảo đảm an ninh lương thực, cho biết sẵn sàng nhập khẩu hoa quả, thực phẩm, hải sản từ Việt Nam. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng mời Thủ tướng Singapore và phu nhân sang thăm chính thức Việt Nam trong năm 2025. Thủ tướng Singapore Lawrence Wong đã vui vẻ nhận lời. Ngày 10 tháng 10, nhân dịp tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44-45 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thủ tướng Sòn Say Sifandon và Thủ tướng Hun Manet đã có cuộc ăn sáng giao lưu đặc biệt với Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN ABAC. Các thủ tướng và đại biểu ASEAN ABAC đã thảo luận về các giải pháp nhằm tăng cường hợp tác và đẩy mạnh quan hệ đối tác của ba nước sâu sắc hơn trong hội nhập kinh tế. Trong đó tập trung tăng cường kết nối, bao gồm tăng cường cơ sở hạ tầng và liên kết giao thông để tạo điều kiện thuận lợi cho dòng chảy thương mại và đầu tư, tăng cường khả năng phục hồi kinh tế, thúc đẩy các chính sách có thể chống chọi với các cú sốc kinh tế và đảm bảo tăng trưởng bền vững. Đặc biệt, mong muốn trao quyền cho khu vực tư nhân, khuyến khích sự tham gia vào đầu tư lớn hơn từ các doanh nghiệp ASEAN vào các sáng kiến phát triển khu vực. Đánh giá cao chủ đề của hội nghị cấp cao năm nay là ASEAN thúc đẩy kết nối và tự cường. Thủ tướng mong muốn cộng đồng doanh nghiệp các nước ASEAN tiếp tục hợp tác, ủng hộ, góp phần giúp ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia nâng tầm gắn kết kinh tế, nâng tầm gắn kết về địa lý, lịch sử và quan hệ chính trị, ngoại giao. Chính phủ Việt Nam cam kết sẽ cùng chính phủ Lào, chính phủ Campuchia tạo thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đến hợp tác, đầu tư, kinh doanh với tinh thần cùng lắng nghe và thấu hiểu, cùng chia sẻ tầm nhìn và hành động, cùng làm, cùng hưởng, cùng chiến thắng và phát triển, cùng chia sẻ niềm vui, hạnh phúc và tự hào với ba đất nước, ba dân tộc. Nhân dịp tham dự cuộc gặp giữa các nhà lãnh đạo ASEAN IPA lần thứ 13 trong khuôn khổ hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44 và 45 tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, sáng nay, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương dẫn đầu đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam đã tới thăm Trường Văn hóa Dân tộc Quân đội Nhân dân Lào. Trường Văn hóa Dân tộc Quân đội Nhân dân Lào là quà tặng của Quân đội Nhân dân Việt Nam dành cho Quân đội Nhân dân Lào với mong muốn sát cánh cùng Quân đội Nhân dân Lào, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới. Ngôi trường mới được khánh thành và đi vào hoạt động ngày 11 tháng 5 năm 2024. Đây là một trong những công trình biểu tượng thể hiện mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước nói chung và quân đội hai nước Việt Nam-Lào nói riêng. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương vui mừng nhận thấy Đảng, Nhà nước và quân đội Lào quan tâm đến công tác đầu tư, đào tạo tại nhà trường. Trong điều kiện khó khăn đã tổ chức được lễ khai giảng năm học đầu tiên, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng nhà trường sẽ phát triển tốt hơn trong tương lai để đào tạo ra những cán bộ tương lai vừa hồng vừa chuyên cho đất nước và quân đội Lào, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước Lào tươi đẹp, củng cố, vun đắp quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt-Lào. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nói Việt Lào hai nước chúng ta tình sâu hơn nước Hồng Hà Cửu Long. Nguyên Chủ tịch Cây Sòn Phôn Vi Hãng thì cũng nói là núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào Việt sẽ mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông. Chủ tịch Suvarnabhumi cũng nói là tình đoàn kết Lào Việt Nam cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển cả, đẹp hơn trăng rằm và ngát thơm hơn bất cứ loài hoa nào thơm nhất.
quốc phòng an ninh vẫn tiếp tục là một cái trụ cột vững chắc trong quan hệ của hai nước chúng ta. Trong đó có cái vai trò của giáo dục đào tạo trong quân đội. Đây là một cái mô hình rất là tốt để đào tạo cán bộ cho quân đội và nói riêng cũng như cho đất nước Lào từ sớm từ xa. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương tin tưởng Trường Văn hóa Dân tộc Quân đội Nhân dân Lào sẽ trở thành ngôi trường mẫu mực trong ngành giáo dục đào tạo và lực lượng vũ trang Lào, nơi truyền cảm hứng, ý chí cách mạng cho học sinh, cầu nối gắn kết, vun đắp thêm tình hữu nghị vĩ đại, đặc biệt hai nước Việt Nam-Lào. Tại các buổi tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, cử tri các quận trên địa bàn đã kiến nghị nhiều nội dung liên quan tới nhà đất và môi trường. Cử tri phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức cho biết, thời gian qua trạm ép rác Sở Gà đã được đầu tư trở thành trạm ép rác kín. Tuy nhiên, tình trạng ô nhiễm, mùi hôi thối bốc lên từ trạm xử lý rác này vẫn gây ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của người dân. Bộ rác quy trình khép kín mà cho tôi hỏi tại sao làm công trình gì mà gần 5 năm chưa có đưa vào hoạt động để càng ngày nó càng ảnh hưởng đến cái môi trường xung quanh của dân cư của chúng tôi. Liên quan tới dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm, một trong những dự án trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh, cử tri quận Bình Thạnh đề nghị thành phố cần xem xét lại việc thu hồi đất của 100 hộ dân nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa. Chúng tôi chỉ để đơn yêu cầu lấy tên rạch chia làm hai phường, phường 15 và phường 2 thì làm theo cái dự án của ông Bùi Xuân Cường thì nhà chúng tôi 100 cái hộ trên Bùi Hữu Nghĩa vẫn còn tồn tại. Mà tại sao mà quấy đuổi cùng phía tận chúng tôi phải giải tỏa trắng để tôi bỏ mảnh đất gia đình mấy chục năm trời đi đâu đi chung cư. Riêng tại quận 12, nhiều cử tri tại dự án nhà Tân Nhã Vinh liên tục phản ánh về vấn đề 33 căn nhà được xây dựng tại đây tới nay chưa thể hoàn công, gây khó khăn cho cư dân. Nhiều hạng mục cơ sở hạ tầng thiết yếu vẫn chưa hoàn thiện trong suốt 20 năm qua. Mong muốn là cơ quan chính quyền, là các cấp kiểm tra thanh tra toàn bộ dự án, mang lại sự ổn định cuộc sống, công bằng cho người dân chúng tôi. Nếu có sai phạm nghiêm trọng của công ty Tân Nhã Vinh thì đề nghị các cấp chính quyền thu hồi dự án, trả lại đất cho người dân được tự xây dựng và tự hoàn công theo đúng quy định của pháp luật vì dự án kéo dài 20 năm nay rồi. Những nội dung kiến nghị này đã được đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận, tổng hợp, nghiên cứu để chuyển tới các cơ quan hữu quan trong thời gian tới. Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lốc xoáy làm nhiều người bị thương và sập nhiều nhà dân. Trước đó vào khoảng 15 giờ ngày 9 tháng 10, trên địa bàn ấp 1 đoạn từ cầu Kinh Lầu đến cống Bà Điểm, xã Chí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau xảy ra lốc xoáy. Hậu quả là 15 căn nhà bị thiệt hại, trong đó 6 căn sập hoàn toàn, những căn còn lại cũng bị hư hỏng nặng, nhiều cây cối bị ngã đổ, chắn ngang đường, gây cản trở giao thông. Ngoài ra, vụ lốc xoáy còn làm 6 người bị thương, trong đó nhiều trường hợp phải đưa đến viện điều trị. Sau khi lốc xoáy xảy ra, Ủy ban nhân dân huyện Thới Bình chỉ đạo lực lượng cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, giúp người dân ổn định cuộc sống. Bộ Tài chính đang đề xuất bổ sung mức thuế tuyệt đối đối với mặt hàng thuốc lá khi sửa thuế tiêu thụ đặc biệt, trong đó Bộ đề xuất 2 phương án. Phương án 1 tăng đều 2.000 đồng mỗi bao. Còn phương án 2 năm 2026 tăng 5.000 đồng một bao và mỗi năm sau tăng 1.000 đồng một bao. Cả hai phương án đều hướng đến mục tiêu tăng thuế tiêu thụ đặc biệt lên 10.000 đồng một bao vào năm 2030. Nhiều ý kiến cho rằng việc tăng thuế là cần thiết, tuy nhiên cần cân nhắc kỹ về lộ trình tăng để không gây sốc tới người dân và doanh nghiệp. Vài năm trở lại đây, gia đình chị Mai ở huyện Krông Bông, Đắk Lắk đã chuyển sang trồng cây thuốc lá. Mức thu nhập nhờ đó đã cải thiện. Từ chỉ đủ ăn hàng tháng, đến nay đã lên đến hàng trăm triệu đồng. Cái vùng của chúng tôi đang ở như này thì là cái lũ lụt thường xuyên nó xảy ra. Cho nên là từ khi mà trồng cây thuốc lá này thì công ty là cho trồng vụ đông xuân. Và cái vụ nắng ấy, thì thứ nhất là giải quyết được công ăn việc làm cho vợ chồng tôi cái mùa rảnh rỗi. Thứ hai nữa là mang lại cái thu nhập nó rất là ổn định. Công ty sẽ đầu tư hết cho nông dân từ giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, dây tưới nhỏ giọt, máy tưới, dầu tưới và 20 triệu tiền mặt thì gần như là công ty đã đầu tư hết. Bà con chỉ có đất và có công thì sản xuất thì cũng mang lại cái hiệu quả cho nông dân. Thống kê trên cả nước hiện có khoảng gần 14.000 hecta gieo trồng cây thuốc lá tập trung ở nhiều tỉnh thành như Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Cạn, Đắk Lắk, Gia Lai, An Giang.
những vùng trồng này đã và đang giúp cải thiện sinh kế, tạo ra khoảng 11.000 việc làm trực tiếp. Cây thuốc lá thì chủ yếu phát triển vụ đông xuân, và cái vụ đông xuân thì phải có tưới. Và hiện nay trên địa bàn huyện thì có những cái vùng, ví dụ như ven sông như sông Cà Đông Na, rồi sông Cà Đông Bông, sông Cà Đông Bách, là những cái vùng này là đất bồi phù hợp để trồng thuốc lá. Đóng góp ý kiến cho luật thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi, các chuyên gia cho rằng đề xuất tăng thuế của Bộ Tài chính là hợp lý, tuy nhiên mức tăng cần giãn ra và vừa phải nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các bên liên quan, gồm nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và người nông dân vùng trồng nguyên liệu. Một là gì? Sức khỏe của cộng đồng. Cái thứ hai là thu ngân sách nhà nước. Và cái thứ ba là ổn định sản xuất kinh doanh cho ngành sản xuất. Không phải đây chỉ có ngành sản xuất thuốc lá mà từ người lao động, từ vùng nguyên liệu, rồi cả vùng sản xuất và kể cả những người tiêu dùng. Và đạt được những cái yếu tố hài hòa đó thì chúng tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu sẽ dần đạt được. Theo dự thảo Nghị định 67 sửa đổi, tỷ lệ nguyên liệu nội địa hóa sử dụng tại các doanh nghiệp sản xuất thuốc điếu sẽ phải đạt trên 40% theo lộ trình. Do đó, các doanh nghiệp và nông dân các vùng trồng đang nỗ lực đáp ứng mục tiêu này. Liên quan đến đề xuất tăng thuế, việc cân nhắc lợi ích của các bên liên quan sẽ giúp đảm bảo sinh kế, an sinh xã hội cho người nông dân, đặc biệt là người dân tộc thiểu số tại các vùng trồng nguyên liệu. Tối qua, tại Cung Hội nghị Quốc tế Arizona Đà Nẵng, hàng nghìn khán giả đã cùng hòa mình vào không khí âm nhạc sôi động trong đêm nhạc hội quốc tế thuộc tour lưu diễn The Music of ABBA của ban nhạc Thụy Điển Arrival, ban nhạc biểu diễn nhạc ABBA thành công nhất thế giới. Theo ghi nhận, ngay từ sớm, nhiều khán giả đã háo hức đổ về địa điểm tổ chức, không chỉ chứng tỏ sức hút âm nhạc của ABBA mà còn của Arrival, ban nhạc duy nhất được Thụy Điển công nhận là ban nhạc kế thừa của ABBA với những tiêu chuẩn lựa chọn giống tuyệt đối phiên bản gốc. Các bạn dành cho chúng tôi rất nhiều tình cảm. Ngay cả khi chúng tôi đang tập dượt trước buổi diễn, chúng tôi thấy có nhiều người lắng nghe và nói rằng nghe thật tuyệt vời. Lúc trên sân khấu, chúng tôi cũng có thể nhìn thấy gương mặt của khán giả đang mỉm cười. Chúng tôi cảm nhận được sự ủng hộ chân thành và nồng nhiệt. Và các bạn là một khán giả tuyệt vời, cũng rất yêu âm nhạc nữa. Những bản nhạc mang khán giả trở về với thập niên 80, với ABBA từng là nguồn cảm hứng mạnh mẽ trên toàn thế giới và nhiều thế hệ người Việt Nam. Chúng ta vừa trải qua những phút giây vô cùng thăng hoa, vô cùng ấn tượng với The ABBA Arrival from Sweden, một ban nhạc biểu diễn nhạc ABBA thành công nhất lịch sử. Và chúng ta đã có những giây phút thật là tuyệt vời và không thể nói được nhiều từ hơn bằng đó là gì, là wonderful. Đêm nhạc thành công rực rỡ khi những bài hát huyền thoại của ABBA được cất lên cùng dàn nhạc giao hưởng SPO. Đêm nhạc nằm trong khuôn khổ tour lưu diễn đánh dấu kỷ niệm 55 quan hệ ngoại giao Việt Nam-Thụy Điển. Chuyển sang những tin tức quốc tế, sáng nay theo giờ Việt Nam, bão Milton đã đổ bộ vào bang Florida, Mỹ với sức gió 193 km/h, tương đương cấp 3 trong thang đo bão cấp 5 ở nước này. Bão đã gây ngập lụt, lốc xoáy, mất điện diện rộng và đã ghi nhận thương vong. Đây là cơn bão lớn thứ hai đổ bộ vào bang này chỉ trong vòng 2 tuần qua. Giảm cấp khi đổ bộ vào bang Florida, tuy nhiên, độ phủ của bão Milton đã tăng đáng kể, mang theo gió mạnh và mưa lớn, quần thảo các khu vực của bang này. Saint Petersburg, thành phố đông dân thứ 5 tại bang Florida, ghi nhận lượng mưa 228mm trong vòng 3 giờ sau khi bão Milton đi qua vịnh Tampa. Theo hãng tin CNN, lượng mưa này tương đương 3 tháng trong năm. Trong khi đó, Tampa ghi nhận lượng mưa 254-355mm, khiến giới chức phải ban bố tình trạng khẩn cấp về lũ quét, mức cảnh báo lũ lụt cao nhất. Hơn 1,1 triệu hộ gia đình và cơ sở kinh doanh đã bị mất điện, phần lớn ở hạt Sarasota. Tình trạng mất điện dự kiến tăng lên khi bão di chuyển khắp bang. Vài tiếng sau khi bão đổ bộ, nhiều nơi đã bị ngập nghiêm trọng. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ cảnh báo lũ quét lớn đang hoặc sắp diễn ra gây nguy hiểm đến tính mạng con người. Thương vong đã được ghi nhận ở hạt San Lucio sau khi lốc xoáy tàn phá khu vực này. Bão Milton có thể khiến nước biển dâng cao, nhấn chìm nhiều khu vực duyên hải bang Florida với thiệt hại ước tính lên tới cả trăm tỷ đô la Mỹ. Florida năm nay ghi nhận 3 cơn bão lớn với sức gió từ 119 km/h trở lên đổ bộ là Francine, Helene và Milton. Việc một năm hứng 3 cơn bão lớn chỉ xảy ra 5 lần ở Florida trong quãng thời gian 150 năm qua, với lần gần đây nhất là năm 2005. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp và cũng là thành viên Hội đồng Thống đốc của Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB vừa để ngỏ khả năng ECB sẽ giảm lãi suất vào tuần tới.
Theo đó, ECB nhận định những diễn biến gần đây về giá cả khu vực đồng euro đã củng cố niềm tin về việc lạm phát sẽ sớm đạt mục tiêu đề ra. Vì vậy, ECB sẽ có thể cân nhắc yếu tố này trong cuộc họp chính sách tiền tệ vào tuần tới, làm cơ sở quan trọng để quyết định mức lãi suất mới. Từ đầu năm đến nay, ECB đã tiến hành hai đợt cắt giảm lãi suất lần lượt vào tháng 6 và tháng 9. Trước đó, vào cuối tháng 9, Chủ tịch ECB Christine Lagarde đã bày tỏ niềm tin lạm phát ở khu vực đồng euro sẽ sớm trở lại mức 2% và để ngỏ khả năng tiếp tục cắt giảm lãi suất này. Cuối bản tin là dự báo thời tiết các thành phố trên cả nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.